Trung Minh khẳng định không bỏ trốn vì tin đồn lừa hàng trăm tỷ. Tối ngày 28 tháng 7, một số người dùng Facebook đăng tải thông tin hình ảnh vợ chồng ca sĩ Thu Minh đang bị đòi nợ. Họ nói Thu Minh là ca sĩ hạng A tại Việt Nam, lấy chồng ngoại quốc là doanh nhân, đại gia mà cả hai lại dùng sự nổi tiếng để lừa đảo, cướp tiền doanh nghiệp Việt Nam lên đến hàng trăm tỷ đồng để mua nhà, mua xe sống ảo. Các chủ nợ đã đang lần lượt đến tận nhà để đòi nợ, và vợ chồng nữ ca sĩ đang trốn chui trốn nhủi từ nhà này sang nhà khác. Theo họ, ông xã Thu Minh không dám xuất hiện tại văn phòng suốt 2 tuần liền. Trước thông tin này, phía ca sĩ Thu Minh cho biết họ đang giải quyết vấn đề và sẽ sớm có lời giải thích cụ thể đến giới truyền thông. Khi qua, Thu Minh đã lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định cô vẫn xuất hiện, không trốn đi đâu cả. Thu Minh thấy thật nực cười vì những người mới nghe thông tin một chiều đã nhanh chóng nhảy vào, nói như biết rồi, lại còn thêm mắm dặm muối cho ly kỳ. Thu Minh trấn an các fan, yên tâm, chuyện đâu còn có đó, đúng sai còn có pháp luật mà. Nếu ai nghĩ cô ấy nổi tiếng thì đánh vào scandal, cho mất mặt và tổn hại danh tiếng để làm áp lực thì làm rồi đấy. Sợ nhất trong cuộc đời này là mình làm sai hay vi phạm pháp luật, còn không sai thì không có gì phải sợ cả. Thu Minh nói thêm, những người đã phát ngôn lăng mạ cô trên mạng nhớ chịu trách nhiệm trước tòa vì những thông tin đăng tải nhằm hủy hoại uy tín người khác. Hiện tại nữ ca sĩ đang ở Hà Nội để tham dự buổi lễ phát động chiến dịch bảo vệ TT vào sáng nay, và sau đó sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh chấm Việt Nam Idol vào tối cùng ngày. Quản lý của Thu Minh cũng đăng đoạn video nữ ca sĩ đang tập thể dục ở khách sạn lúc nửa đêm nhằm khẳng định cô không hề trốn như tin đồn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.